Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với những trận chiến nảy lửa, những sự sắp xếp và những tính toán hợp lý, và những trận chiến vàng dành chỉ có tại Manchester De La Son Fulton. Ok, tiếp tục nào các bạn ơi, trước mặt chúng ta là đội đỏ với ba chú khủng long xe quảng và 20 thổ dân các bạn ạ. Không biết trận này có thể giành chiến thắng không. Bây giờ mình sẽ sắp xếp thành những đội hình khác nhau các bạn nha. Rồi, được thay đổi vị trí xem là có thể giành chiến thắng không. Ok, mình sẽ cho chú khủng long đầu toàn gai này lên trước. Rồi, ok, let's go. Anh em ơi, tấn công đi, cố lên nào. Liệu có thành chiến thắng không? Wow, không giành chiến thắng các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, không thể giành chiến thắng trước đội đỏ rất là khỏe luôn. Và cô Nip vừa rồi đã mua được thêm 2 người thổ dân, bây giờ cô Nip sẽ hợp lại. Rồi ok, tiếp tục hợp lại nào. Rồi, và được một người thổ dân, nhìn các bạn ơi, đội mũ kín luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp lại đội hình nha. Rồi ok, mình sẽ cho con khủng long nhỏ ở giữa này và đi tấn công xem sao. Cố lên nào anh em ơi, liệu có thể giành chiến thắng không nào. Lão đừng đừng mà, vẫn không thể giành chiến thắng được các bạn ơi, với một đội hình đỏ kia rất là mạnh luôn. Các bạn hãy like video để ủng hộ con, có thể giành chiến thắng trận này đi nào. Let's go. Đó, cố lên nào anh em ơi, cố lên nào. Sau bao nhiêu trận thua và cuối cùng con Hip cũng đã giành chiến thắng được các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã like video này để ủng hộ con Hip có thể giành chiến thắng nha. Wow, các bạn ơi nhìn này, trận này càng ngày đội quân màu đỏ càng ghê gớm hơn các bạn ơi. Bây giờ có 3 chú khủng long xe quạt và 2 người thổ dân, 2 chú khủng long con và 1 chú khủng long tím các bạn ơi. Ok, mình sẽ mua thêm xem nào. Rồi, lần này liệu có thể giành chiến thắng không các bạn ơi. Nét khô nào, tấn công đi. Cố lên. Wow, mạnh mẽ lên nào anh em ơi. Cố lên. Ba đánh một không chột cũng què các bạn ơi. Liên tiếp 2 trận rồi giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Ok, tiếp tục nào. Mình lại mua thêm một chú khủng long nữa và hợp thành vào với nhau. Lần này đội quân màu đỏ này không có những chú khủng long con mà chỉ có 3 chú khủng long xẻ quạt và 2 người khổ thổ dân thôi các bạn ơi. Còn thì vẫn như đội hình cũ và vẫn đẹp như cũ. Tấn công. Cố lên. Anh em ơi. Wow, lần này sao mạnh thế. Khỏe thế các bạn ơi. Đừng. Lại bị thua rồi các bạn ơi. Ok, lại nha các bạn ơi. Trận vừa rồi lại bị thua, bây giờ mình sẽ phải sắp xếp hợp lý hơn. Rồi, mình sẽ cho 2 chú khủng long này ở dưới này. Đấy, cho chú khủng long này vào đây. Rồi, let's go. Quẹt thế. Quẹt thế các bạn ơi. Mình vẫn còn một khủng long một tím nữa. Rồi, cố lên anh em ơi. 2-1. 1-1. Và mình đã giành chiến thắng các bạn ơi, còn một chấm máu nữa thôi là bị thua rồi, nhưng mà vẫn giành chiến thắng. Ok, wow, lần này đội quân màu đỏ có thêm một người thổ dân nữa các bạn ạ. Mình sẽ mua thêm một chú khủng long và mua thêm một người thổ dân. Rồi, cho khủng long đây và hợp thành vào nhớ. Được rồi, nhìn này các bạn ơi. Rồi, cho chú khủng long này lên đây. Đó, thế này. Let's go. Tấn công đi anh em ơi. Liệu lần này có thể giành chiến thắng không? Mình vẫn còn một chú khủng long này nữa. Wow, chú khủng long này rất là khỏe luôn đấy các bạn ơi. Rồi, 2-1 không chột cũng khỏe mà. Lại giành chiến thắng tiếp rồi. Ok, tiếp tục nào. Lần này đội quân màu đỏ có thêm một chú khủng long màu xanh người toàn gai các bạn ạ. Nhưng không sao, mình sẽ thập vào. Rồi, thì mình cũng có luôn nào. Các bạn ơi nhìn này. Let's go. Nào anh em tấn công đi, liệu lần này có thể giành chiến thắng không nào. Cố lên. Không thể giành chiến thắng được. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Mình lại vừa mua được 2 chú khủng long con này. Nào hợp thành vào với nhau nào. Rồi cho lên cho lùi xuống dưới các bạn ạ. Lên đây. Rồi ok, let's go, cho sang bên này. Đấy, Let's go. Nào, cố lên anh em, tấn công đi. Cố lên nào. Đừng. Đừng mà. Vẫn thua các bạn ơi. Tiếp tục nào các bạn ơi. Rồi, mình lại vừa mua thêm được 2 chú khủng long nữa. Rồi, hợp thành vào. Ok. Nào,
lần này xem sao. Mình cho xe lên đây các bạn ơi. Rồi. Nét khô tấn công. Yeah. 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 Cố lên anh em ơi. Yeah. Lần này xem sao. Yo. Liệu con này có thể giành chiến thắng không? Cố lên, đừng. Yo. Wow. Wow. Vẫn thua các bạn ơi. Rồi ok, tiếp tục các bạn ơi. Mình lại vừa mua được thêm 2 chú khủng long nữa. Ok. Hạp vào rồi. Mình sẽ cho lên đây. Cho con này ra giữa đi. Đấy. Cho chú khủng long này ra giữa đi. Rồi ok. Lên đây em. Lên đây. Đúng rồi. Rồi. Nét khô. Nào. Liệu lần này có thể giành chiến thắng không các bạn ơi. Cố lên nào. Vẫn còn. Rồi. Cố lên. Rồi. 2-1. Liệu có thể thắng không? Vẫn không thể thắng được các bạn ơi. Wow. Ok các bạn ơi. Lại nha. Vào. Nét khô. Lần này xem nào. Mạnh mẽ ghê anh em ơi. Lần này chiến thắng rồi. Rồi tiếp tục nào. Mình sẽ mua thêm một chú khủng long nữa nè. Đấy, lên đây. Đội đỏ bây giờ rất là nhiều khủng. 4 con khủng long TT và 3 con khủng long xe quạt các bạn ạ. Rồi, liệu lần này mình có thể giành chiến thắng không? Lại nào, tiếp tục. Cố lên anh em. Cố lên nào. Đừng. Người thổ dân kia khỏe thế các bạn ơi. Nhưng không thể nào thắng được 3 người thổ dân của quân hiệp. Lại tiếp tục giành chiến thắng nữa nha. Mình có đủ tiền rồi và mình sẽ mua thêm một chú khủng long hợp lại rồi. Hợp lại. Wow các bạn ơi, nhìn này. Được 2 chú khủng long đầu toàn sừng. Toàn gai các bạn ạ. Wow, bên đội đỏ cũng có 2 chú này luôn. Bây giờ sẽ phải sắp xếp như thế nào để có thể giành chiến thắng các bạn ơi. Rồi, Neko, nào. Tấn công đi anh em ơi. Cố lên. Nào, không thể nào thắng được các bạn ơi. Thua rồi. Rồi, mình sẽ thay đổi vị trí các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cho con khủng long này ở dưới. Rồi, Neko, liệu lần này có thể giành chiến thắng không? Cố lên. Cố lên nào. Nào, bắn đi. Bắn. Không thể thắng được. Rồi. Lại nha các bạn ơi. Mình sẽ sắp xếp lại này. Sắp xếp lại đội hình này. Rồi mình sẽ cho chú này ra giữa này. Rồi bên này một con chú, bên này một chú. Rồi Neko, cố lên anh em. Wow. Liệu lần này có thể giành chiến thắng không các bạn ơi. Các bạn hãy cổ vũ cho mình đi. Không. Vẫn không thể giành chiến thắng được. Bây giờ mình sẽ hợp 2 chú này vào với nhau xem nào. Nhìn đây. Được một chú khủng long siêu to luôn. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tấn công nào anh em ơi. Một mình chú khủng long của mình liệu có thể giành được chiến thắng không? Cần hết không? Cần hết 2 chú khủng long bên kia các bạn ơi. Nào 3-1 liệu có thể giành chiến thắng không? Vẫn thua các bạn ơi. Wow. 2 chú khủng long bên đội đỏ kia rất là khỏe. Một mình chú khủng long của mình không thể nào chống lại được. Mình sẽ mua thêm một người thổ dân hợp lại với nhau. Không hợp được các bạn ơi. Không cùng. Rồi bây giờ mình sẽ cho sang này. Ok, thế này đi. Rồi Neko, liệu lần này có thể giành chiến thắng không? Tấn công đi. Lần này có thể giành chiến thắng không? Giành chiến thắng các bạn ơi. Vừa rồi quân hiệp lại tiếp tục làm chỉ huy và dẫn dắt những đội khủng long và những người tiền sử đi chiến đấu với những đội quân khác các bạn ạ, và giành chiến thắng. Và các bạn thấy video của quân hiệp hay, cho quân hiệp một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp quân hiệp nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.